Kỹ năng phát triển bản thân, hay còn với chủ đề là tầm quan trọng của việc học hỏi và thích nghi trong thế giới đang thay đổi, thế giới đang thay đổi các bạn. Thì các bạn biết rồi, thế giới luôn thay đổi, cho dù thời đại nào cũng vậy, nhất là thời đại ngày nay thì thế giới thay đổi với tốc độ chóng mặt. Các bạn nhớ nha, thế giới ngày nay là thay đổi với cái tốc độ chóng mặt. Các bạn hãy lưu ý điều này các bạn. Và chúng ta phải không ngừng, cái bí quyết là không ngừng học tập và thích nghi với sự thay đổi. Đừng chống lại sự thay đổi các bạn. Nhớ các bạn đừng chống lại sự thay đổi các bạn. Đừng chống lại sự thay đổi các bạn hãy lưu ý điều này. Rồi tôi bắt đầu chia sẻ tầm quan trọng của việc học hỏi và thích nghi trong một thế giới luôn thay đổi. Thì các bạn biết là thế giới ngày nay đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Các công nghệ mới được phát triển liên tục, ngành nghề mới xuất hiện và các quy tắc cũ không còn phù hợp nữa. Để thành công và phát triển trong thế giới luôn thay đổi đó, việc học hỏi và thích nghi là vô cùng quan trọng. Thì một số lý do tại sao việc học hỏi và thích nghi lại quan trọng các bạn, một số lý do các bạn, một số lý do. Đầu tiên bạn phải nắm bắt cơ hội. Bây giờ là bạn bạn phải học hỏi thích nghi thì bạn phải nắm bắt cơ hội để mới 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 nâng cao kiến thức và thích nghi. Thế giới luôn ẩn chứa những cơ hội mới cho những ai sẵn sàng học hỏi và thích nghi bằng cách trau dồi kiến thức và kỹ năng mới. Bạn có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo dựng sự nghiệp thành công, rồi vượt qua thứ thách thức. Vì bạn học hỏi mà thích nghi với cái thay đổi thì bạn sẽ vượt qua được thách thức. Thế giới cũng luôn tiềm ẩn những thách thức mới, hoặc là nguy cơ đó bạn, hoặc là rủi ro, hoặc là khó khăn trở ngại đó. Nếu bạn không liên tục học hỏi và thích nghi, bạn sẽ dễ dàng bị tụt hậu và gặp khó khăn trong việc đối mặt với những thay đổi và phát triển bản thân. Thì học hỏi các bạn, tôi thường dạy sinh viên và tôi cũng thường đào tạo huấn luyện cho doanh nhân rồi những người đi làm, là phải phát triển bản thân liên tục, học là học tới chết, chứ không phải là sau 4 năm mới giảng đường đại học rồi là các bạn lại nghỉ học, việc học là hết. Không bạn, mình phải học cho tới cuối cuộc đời, và mọi học càng nhiều càng tốt các bạn, nhờ để nâng cấp bản thân, để thích nghi với sự thay đổi, sự phát triển của xã hội, rồi đóng góp cho xã hội. Các bạn nhớ là cho dù bạn tài năng cỡ nào, bạn xuất sắc cỡ nào, mà bạn chỉ phục vụ cho cá nhân, bạn không phục vụ xã hội, thì chắc chắn sự nghiệp bạn không lớn và giá trị bạn không cao. Nhớ là phải đóng góp nhiều cho xã hội các bạn. Rồi làm thế nào để học hỏi và thích nghi? Đầu tiên là bạn phải có thái độ ham học hỏi đã. Thì các bạn nhớ rồi, có học hỏi thì con người ta mới luôn không ngừng nâng cao kiến thức. Tôi bây giờ thì mỗi ngày tôi đều đọc sách các bạn, và nâng cao, mỗi lần mà làm video này là phải học hỏi, phải đọc tài liệu rất là nhiều, các bạn hãy lưu ý. Rồi tìm kiếm cơ hội học tập, mình có cơ hội là mình học tập về sách vở, về thầy, về trường lớp, về thị trường, về tài liệu vân vân, rồi thực hành thường xuyên. Thì có hành động thì mới có kết quả, bạn lưu ý để rồi, chứ bạn học mà bạn không có thực hành thì năng thiết mới thực hành. Rồi bạn phải thay đổi tư duy, hãy sẵn sàng thay đổi tư duy và cách nhìn nhận vấn đề. Đừng ngại thử thách bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đúng không bạn? Thì có thể bây giờ thí dụ như là trước đây người ta nói là trời tròn đất vuông, mặt trời xung quanh trái đất đó, bạn có một cái tư duy, cái quan điểm đó là xúc mí. Suốt mấy trăm năm cuối cùng phải thay đổi đó bạn. Thì cuộc sống luôn thay đổi, bạn hãy nhớ được điều này, cuộc sống là luôn thay đổi. Vì vậy chúng ta phải tích cực học tập và thích nghi với sự thay đổi, các bạn hãy lưu ý điều này các bạn. Thì học hỏi và thích nghi đó là kỹ năng sống quan trọng trong thế giới luôn thay đổi. Bằng cách liên tục học hỏi và sẵn sàng thích nghi, bạn có thể đạt được thành công và phát triển bản thân. Hãy nhớ rằng học hỏi là hành trình suốt đời và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Các bạn nhớ nha. Hãy nhớ rằng học hỏi là hành trình suốt đời và không bao giờ quá muộn để bắt đầu. Hãy nhớ nha, không bao giờ quá muộn các bạn. Cho dù lớn tuổi thì tôi cũng vẫn phải học hỏi thôi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn.